Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Mỹ huy động gần 4 tỷ đồng xây nhà cho người có công, gia đình chính sách. Hưng Yên đẩy mạnh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh có 48 bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt điểm 10. Huyện Văn Lâm tập trung thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Cần có biện pháp ngăn chặn sạt lở đất nông nghiệp tại xã Hoàng Thanh, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Giang vừa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Buổi lễ. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Văn Giang có 1.800 liệt sĩ, 196 bà mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.840 thương bệnh binh, hơn 4.600 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học và được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến. Hiện huyện Văn Giang đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 2.000 người có công, thân nhân người có công với số tiền trên 3,5 tỷ đồng, giải quyết chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp mai tăng phí, trợ cấp tuất từ trần cho gần 2.000 trường hợp trên 23 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện đã vận động được trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây sửa nhà ở, tặng quà, trợ cấp đột xuất cho các gia đình chính sách. Bằng nhiều hình thức vận động, từ năm 2020 đến nay, huyện Yên Mỹ đã huy động 3,8 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn. Huyện Yên Mỹ đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 48 gia đình người có công, tập trung nhiều tại các xã Yên Phú, Trung Hưng, Trung Hòa, Đồng Than. Mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng. Chủ yếu huy động nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nhiều doanh nghiệp ủng hộ số tiền lớn như Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Vigracera Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát. Ngoài huy động kinh phí, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, đoàn thể xã hội ủng hộ ngày công lao động. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ chủ trương thực hiện công khai minh bạch trong mọi khâu, hỗ trợ đúng đối tượng, tạo lòng tin trong quá trình huy động xã hội hóa. Trải qua các cuộc chiến tranh, Hưng Yên có trên 24.881 liệt sĩ. Những năm qua, tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp tiến hành điều tra, rà soát và thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang trong tỉnh. Tuy nhiên, do chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, công tác tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn, nên hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ đang phải nằm lại nơi chiến trường. Đây cũng là nỗi khắc khoải của gia đình, người thân các liệt sĩ. Sau 55 năm hy sinh, nằm lại nước bạn Lào, hôm nay liệt sĩ Vũ Ngọc Đáng, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã được trở về với đất mẹ, với quê hương, với gia đình, người thân. Ngày trở về của anh được tỉnh và địa phương tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thể hiện tình cảm trách nhiệm, lòng biết ơn, kính trọng trước sự hy sinh vì đất nước, vì dân tộc của người liệt sĩ anh hùng. Sự trở về này cũng đã thỏa lòng mong mỏi chờ đợi của gia đình, người thân từ bao năm nay. Đến năm 67 thì có đi tìm, thế nhưng mà không thấy thì bây giờ thời gian lâu là cũng vắng đi. Thì vừa rồi này anh em ở đơn vị tìm thấy thì ta mới nhắn tin về xã, đón bác về, gia đình vui lắm, là coi là phấn khởi. Trên đây chỉ là một trong số hàng trăm hài cốt anh hùng liệt sĩ đã được gia đình, người thân, đồng đội, đơn vị, các tổ chức và chính quyền tìm kiếm đưa về địa phương an táng. Tuy vậy, ở Hưng Yên nói riêng, cả nước nói chung, hiện vẫn còn rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đang ngày đêm khắc khoải chờ mong tìm được nơi an nghỉ của người thân. Tâm tư của ông gia đình tôi là muốn là tìm xem anh tôi là hiện nay như thế nào, mồ mả ra sao và đã được quy tập về nghĩa trang hồi xưa rồi, có tên chưa. Ông Nguyễn Quang Bông ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, nhiều năm nay cùng các đồng đội xưa lặn lội đi tìm kiếm nơi an táng các liệt sĩ ở chiến trường xưa để thực hiện lời hứa sẽ đưa đồng đội về với đất mẹ. Anh em sống với nhau mà hứa với nhau, anh nào còn sống thì về báo tin cho gia đình. Đến bây giờ là đau đớn bao nhiêu năm giải phóng rồi nhưng mà gia đình không được biết, cho nên là chúng tôi xuất phát từ cái tâm
để mà đi tìm. Từ năm 2007 là chúng tôi là liên tục là đi tìm gia đình, giúp thân nhân các liệt sĩ để đưa về quê hương. Cũng đã mang được một số các anh về quê hương, về đất mẹ. Toàn tỉnh có 24.881 liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ. Đến nay, tỉnh đã phối hợp quy tập được trên 60% hài cốt các liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang. Hiện còn hơn 8.000 liệt sĩ chưa xác định được địa bàn nơi chôn cất ban đầu. Vì thế, việc quy tập hài cốt các liệt sĩ vẫn đang được tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những hy sinh xương máu của cha anh đi trước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến ở huyện Văn Lâm còn thấp, thậm chí cả 11 xã thị trấn không phát sinh hồ sơ trực tuyến nào, thì từ đầu tháng 7 đến nay, điều này đã thay đổi khi bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn đồng loạt triển khai công tác này và đạt một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Một ngày làm việc tại bộ phận một cửa của anh Tùng, công chức tư pháp hộ tịch xã Lạc Đảo. Hôm nay anh tiếp nhận và chỉ mất vài phút để giải quyết một hồ sơ khai tử được gửi đến bằng hình thức trực tuyến. Đây không còn là điều mới mẻ đối với anh. Tất nhiên, vạn sự khởi đầu nan, vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục trong việc xử lý hồ sơ trực tuyến. Có những cái vướng mắc kết nối giữa cái phần mềm trực tuyến với cái phần mềm một cửa điện tử và cái phần mềm, nó gọi là phần mềm chuyên môn nghiệp vụ ấy. Thì vừa rồi chúng tôi có thực hiện cái đăng ký kết hôn trực tuyến, xong sau đó kết nối sang thì không thực hiện được. Và có một cái cũng rất khó khăn vướng mắc cho ở cơ sở, cái chỗ là khi thực hiện một cái thủ tục hành chính, chúng tôi phải thực hiện đồng thời trên rất nhiều phần mềm. Ví dụ như phần mềm trực tuyến, thế xong sau đó phần mềm một cửa điện tử, thế xong sau đó thụ lý mới chuyển sang cái phần mềm chuyên môn. Đã có 37 hồ sơ trực tuyến trong tổng số gần 170 hồ sơ được xã Lạc Đảo tiếp nhận gần một tháng qua. Con số hơn 20% hồ sơ trực tuyến chưa cao, nhưng thể hiện sự đột phá trong hoạt động tương tác với người dân. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ có thành lập một cái đội tuyên truyền lưu động bằng các cái tình nguyện viên, và trong đó lấy nòng cốt là đội thanh niên trẻ có trình độ về tin học để hướng dẫn cùng với người dân tiếp tục triển khai để đẩy mạnh cái việc mà người dân thực hiện nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến. Từ đầu tháng 7, bộ phận một cửa của huyện Văn Lâm cử cán bộ xuống từng xã thị trấn hướng dẫn việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến theo đúng nghĩa cầm tay chỉ việc. Còn mỗi công dân đến làm thủ tục trực tiếp cũng được tận tình hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Em làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Anh có biết rằng là cái thủ tục này có thể làm trực tuyến được không? À em chưa ạ. Hôm nay em mới đến, các anh chị mới thông báo là có thể làm được trực tuyến, em biết. Và em thấy rất là tiện và nó đỡ mất thời gian. Cái hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3-4 của huyện Văn Lâm đang được triển khai đẩy mạnh. Thì ngoài văn bản chỉ đạo, chúng tôi yêu cầu là cũng là một là phân công cụ thể cán bộ cấp xã thực hiện cái nhiệm vụ đó. Cái thứ hai là tăng cường cái tuyên truyền. Đấy, từ đó là cái kết quả trên địa bàn hiện nay đã tăng lên khoảng tầm 20-25%. Cũng như xã Lạc Đạo nói trên, đến nay một số địa phương như thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quang, Lạc Hồng đã phát sinh hàng chục hồ sơ trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của huyện tiếp nhận gần 400 hồ sơ trực tuyến, đạt trên 25% trong số hơn 1.200 hồ sơ. 5 năm qua, huyện Văn Lâm liên tục dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về công tác giải quyết thủ tục hành chính. Đây chính là động lực tiền đề để huyện quyết tâm sẽ đi đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm giải quyết hiệu quả khoảng 50.000 hồ sơ mỗi năm. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tỉnh Hưng Yên có điểm trung bình các môn thi là 6,254, đứng thứ 35 cả nước. Toàn tỉnh có 48 bài thi ở các môn ngoại ngữ, địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, toán, vật lý và hóa học đạt điểm 10. Trong đó có 3 học sinh đạt 2 điểm 10 ở các trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, Trung học phổ thông Trưng Vương và Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm. Số bài thi đạt điểm 10 của Hưng Yên năm nay giảm so với năm 2021. Điều này đã được dự báo do đề thi năm nay được đánh giá có độ phân hóa cao. Điểm môn lịch sử đã có nhiều cải thiện, trong khi đó
Ngoại ngữ và sinh học là hai môn có nhiều thí sinh có điểm thi dưới trung bình. Toàn tỉnh có khoảng 200 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các tổ hợp môn xét tuyển đại học cao đẳng. Chiều ngày 25 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Hiện nay huyện Ân Thi đang chỉ đạo trung tâm y tế huyện và các địa phương để mạnh tuyên truyền nhân dân tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm tuổi. Hầu hết người dân trên địa bàn huyện từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành hai mũi tiêm cơ bản. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ trên 56%, tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ trên 21%. Với số lượng vaccine cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được phân bổ đợt này là trên 3.700 mũi, song huyện xin cấp thêm 1.700 liều để tiêm cho nhóm tuổi này. Huyện Ân Thi chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiêm phòng, rà soát quản lý đối tượng, nắm vững danh sách từng nhóm đối tượng người dân trên địa bàn về tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19 để vận động tuyên truyền nhằm huy động toàn bộ người dân đủ điều kiện tham gia tiêm chủng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và tiến độ tiêm chủng trên địa bàn. Không long quăng bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Đó là thông điệp của ngành y tế trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện không có ổ dịch sốt xuất huyết nào, nhưng cùng với phòng chống dịch COVID-19, việc phòng chống dịch sốt xuất huyết đang được đẩy mạnh để không xảy ra dịch chồng dịch. Đây là gia đình vừa có người mắc sốt xuất huyết ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Phù Cử đến tận nơi để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống loại dịch bệnh này. Mấu chốt của cái vấn đề sốt huyết là chúng ta diệt bọ gậy, còn mũi là cái bất khả kháng sau này phun thuốc. Muốn phòng được cái mũi thì anh sẽ đậy cái nắp lại, đậy thật kín lại, đậy kín lại này. Đấy, thì mũi nó không bay vào đây, nó đẻ được trong trứng ở đây. Đấy, thì mà phòng được bọ gậy. Con bọ gậy nó sẽ ở trên mặt nước này. Đấy, thì anh nếu mới có, thì anh thả con cá cờ hoặc cá rô thì bản thân cá nó sẽ ăn hết bọ gậy thì không phải mũi. Trong nhà thì phải gọn ghẽ quần áo các thứ để cho không mũi không đậu. Dịch sốt xuất huyết là rất là nguy hiểm, nhưng mà thực hiện các những cái mà các anh đề ra thì là rất là dễ dàng và cũng rất là đơn giản. Thì là tôi sẽ cam kết là sẽ vệ sinh tốt. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus mang mầm bệnh qua vật trung gian, là mũi vằn có thể gây tử vong. Loang quang bọ gậy sắp đỡ thành mũi trong các dụng cụ đựng nước lưu cữu như thế này chính là nguy cơ cao lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Anh nhìn bọ gậy hiểu chưa? Đây nhìn này, đấy, đây là bọ gậy sốt huyết nhá. Thế cái con đây, con nhìn cái con to đang đấy này, đấy, con là chuẩn bị lở ra mũi. Nếu nhà mình có sốt huyết thì con mũi là đốt, nó chứa virus sốt huyết thì lây ra hàng hết đời cháu chắt, tức là hàng 5, 6 năm, 15 sau vẫn tồn tại. Cứ một tuần chị phải dọn vệ sinh môi trường, lật úp cái này xuống, lật úp xuống chậu nước, không động nước thì không bọ gậy. Với các dụng cụ chứa nước không lật úp được thì cần thả cá cờ hoặc dùng dung dịch diệt loang quăng bọ gậy thường xuyên. Trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và ý thức của người dân có ý nghĩa quyết định, tránh việc khoán trắng cho ngành y tế. Lòng cốt của cái việc này là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã. Thế và các đồng chí ở trong đoàn thanh niên cũng đã có cái kế hoạch riêng triển khai đến từng cái chi đoàn. Trong cái đợt này thì chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động hè. Thế và đây cũng lồng ghép những cái việc này vào cho các đoàn viên đội viên mà tham gia vệ sinh môi trường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện cấp hóa chất và hướng dẫn chuyên môn về cái phòng chống dịch sốt xuất huyết. Mục đích tuyên truyền thông điệp không năng quăng, không bọ gậy, không sốt xuất huyết và phổ biến hưởng ứng cho toàn dân tham gia cái thông điệp của Bộ Y tế một tuần dành 10 phút diệt năng quăng và bọ gậy. Trước nguy cơ dịch chồng dịch, tỉnh ủy Hưng Yên vừa có văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó yêu cầu tổ chức chiến dịch diệt loang quăng, bọ gậy và chủ động các biện pháp ứng phó với dịch sốt xuất huyết. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Những năm gần đây, nhiều diện tích đất ngoài bãi ven sông Hồng ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên bị sạt lở, khiến người dân hết sức lo lắng, nhất là vào thời điểm mùa mưa lũ như hiện nay. Tình trạng sạt lở đất bắt đầu diễn ra từ năm 2021 ở khu vực đất nông nghiệp thuộc thôn An Châu 1 và thôn An Châu 2, có chiều dài khoảng gần 200 mét. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng của mưa lũ làm bào mòn, ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hồng. Bên cạnh đó là tàu thuyền qua lại nhiều khiến mực nước chênh lệch gây nên tình trạng sạt lở.
Mặc dù địa phương đã tiến hành kè bằng 4 hàng cọc tre với chiều dài gần 1.500 mét, tuy nhiên hiện mực nước sông lên cao và đang vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất là rất cao, khiến nhân dân hết sức lo lắng. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần thường xuyên kiểm tra để có biện pháp ngăn chặn khắc phục, tránh sự cố sạt lở xảy ra. Mặc dù năm 2018 chợ gạo nằm trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã từng cháy lớn, nhưng hiện tiểu thương trong chợ vẫn lơ là chủ quan, đã cơ nới lán bán hàng, quây kín trạm biến áp gây nguy cơ cháy nổ và mất an toàn điện. Trạm biến áp may và đay tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên có nguồn cấp điện cao thế đầu vào là 35 kV, hiện đang bị 3 đến 4 hộ kinh doanh quây kín để buôn bán gia cầm và hàng hóa tiêu dùng. Các công trình đã vi phạm khoảng cách an toàn điện theo nghị định số 14 của Chính phủ. Được biết chợ gạo đã từng xảy ra cháy do chập điện vào tối ngày 25 tháng 7 năm 2018. Vụ hỏa hoạn này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Bài học đắt giá như vậy nhưng ban quản lý chợ vẫn lơ là và không làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đặc biệt là nguy cơ từ chập cháy điện, vi phạm khoảng cách an toàn của một số tiểu thương nơi đây. Nhằm tạo sân chơi bổ ích an toàn cho trẻ em trong dịp hè, xã An Vĩ, huyện Khoai Châu đã huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, phối hợp cùng các nhà trường, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, thu hút hơn 500 em nhỏ trên địa bàn xã tham gia. Đây là một buổi sinh hoạt trong khóa tu mùa hè tại chùa Trung, xã An Vĩ, huyện Khoai Châu. Hơn 400 em học sinh từ lớp 3 tới lớp 5 được tham gia các trò chơi vận động, biểu diễn văn nghệ và lắng nghe các bài giảng kinh Phật phù hợp với lứa tuổi của các em. Từ đó, hướng các em có lối sống lành mạnh, trách nhiệm hơn, biết yêu thương, sẻ chia. Qua buổi học của thầy về em sẽ ngoan hơn, chăm chỉ hơn và biết vâng lời người lớn hơn. Em sẽ tiếp tục tham gia những buổi tiếp theo để có thể học những điều bổ ích hơn nữa. Tôi thấy các con trưởng thành hơn và thấy các con ngoan ngoãn lễ phép hơn, phụ giúp bố mẹ những công việc ở nhà. Ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, trường tiểu học xã An Vĩ đã phối hợp cùng Đại Đức Thích Thanh Hiền lên kế hoạch tổ chức các hoạt động này. Khóa tu sẽ kéo dài trong 1 tháng rưỡi, kết thúc trước khi các em bước vào năm học mới. Những chủ đề mà các cháu được học ở trên chùa đó thì nó có hơi đặc biệt một chút, thiên về chủ đề đạo đức. Quan trọng là vấn đề rèn cái đạo đức cho các cháu. Cùng với khóa tu mùa hè, các thầy cô giáo bộ môn thể dục của trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Vĩ và đoàn thanh niên đã tận dụng cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn tổ chức lớp dạy bơi và bóng đá cho các em học sinh. Lớp bơi lội diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Các bạn nhỏ được dạy các kỹ thuật bơi và kỹ năng xử lý khi gặp đuối nước. Con học bơi được 10 buổi và bây giờ con đã biết bơi rồi. Môn bơi là một trong những môn thể thao có thể phát triển toàn diện cho các cháu về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là có thể tăng chiều cao. Các hoạt động thể thao như thế này sẽ giúp các em phát triển thể chất, rời xa màn hình điện thoại, TV và góp phần hình thành kỹ năng sống cho các em. Các em có cơ hội được gần nhau, được chia sẻ để có những kỹ năng trước tập thể, có được những cái sự trải nghiệm sống trong tập thể. Trong cái dịp hè này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên phối kết hợp với cả ban giám hiệu nhà trường tiểu học An Vĩ tạo được cái môi trường lành mạnh, giảm bớt được cái sự lo lắng của phụ huynh mỗi khi mùa hè về, và được tránh xa cái tai nạn xã hội, và cái quan trọng là bồi dưỡng cái nét đẹp tâm hồn cho các em học sinh. Niềm vui của con trẻ chắc chắn là được tham gia các hoạt động ngoài trời bổ ích, hấp dẫn và an toàn. Các em nhỏ ở xã An Vĩ đã có một mùa hè đáng nhớ bởi sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành địa phương. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.